Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là đơn vị có các loại sách bị làm giả nhiều nhất trong đường dây sản xuất buôn bán sách giả vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá. Làm việc với cơ quan công an, đại diện đơn vị này cho biết không chỉ kích cỡ, mẫu mã, nội dung, màu sắc của cuốn sách mà ngay cả tem dán trên bìa sách cũng bị làm giả. Dưới cái lớp cào thì cái đó là trong đó nó có cái mã để mà học sinh có thể là truy cập vào cái dữ liệu điện tử để mà sử dụng sách điện tử. Thì nếu như mà sách giả thì sẽ không cào ra, nó sẽ không có cái giải mã số. Theo đại diện nhà xuất bản, việc nhận biết hàng giả có thể thực hiện được. Nhưng với không ít người dân, nếu không cảnh giác, họ vẫn rất dễ mua nhầm sách giáo khoa giả, nhất là khi sách giả trà trộn với sách thật trong một số hiệu sách hoặc chào bán trên các sàn thương mại điện tử. Trong 2 tháng tới, càng sát thời điểm năm học mới, việc sản xuất, mua bán sách giả, đặc biệt là sách giáo khoa giả, được dự báo sẽ diễn biến phức tạp. Cơ quan công an cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành liên quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các cơ sở kinh doanh buôn bán sách giáo khoa, xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Không những sách mà còn nhiều loại nữa. Vì tập trung cái này là ảnh hưởng rất nặng nề cho cái xã hội. Cho nên thời gian đấy là chúng tôi sẽ quyết liệt trọng tâm trọng điểm về cái lĩnh vực này. Việc đẩy lùi nạn sách giả không chỉ dừng ở các chuyên án mà là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban ngành chức năng và cả sự ủng hộ, nâng cao cảnh giác của người tiêu dùng.